Chỉ với 100 triệu thì bạn có thể mua được một căn nhà ngay tại đất thủ hoặc là bất kỳ vị trí địa lý nào không? Thì mình xin khẳng định là có nha các bạn. Chỉ với 100 triệu nhưng với điều kiện là bạn phải thêm 1 tỷ tư phía sau mình nữa, để bạn có một chiếc xe bán tải Raptor hoặc bất kỳ một dòng xe nào đó, kèm với một bộ liều iCamper trị giá hơn 80 triệu trở lên nha. Cái này là 80 mấy triệu lận. Rồi ok, thì bây giờ các bạn thấy là toàn bộ đây là cái liều 4 người nha. Trong một cái gia đình chúng ta sẽ lắp đặt trên xe, nhìn nó như thế nào mà tại sao lại có tính chất gây nghiện nha. Anh em sẵn sàng bỏ cả 100 triệu chỉ để sở hữu cái liều này. Nhiều người nói là gắn lên vô nghĩa, giác cái nhà đi di động là không có. Thế thú vui của những cái người chơi mà tận hưởng hương vị cuộc sống họ sẽ khác. Lên xe ngoài là vật trang trí ra thì nó tiện nghi lắm các bạn. Mình thấy là khá đắt sắt ra miếng đấy nha. Rồi chờ lắp đặt lên xe trông như thế nào. Đi kèm với xe là mình sẽ lên luôn cả cuộn điện option nha, cho nó cả combo luôn. Nếu mà chúng ta đi gia đình thì chúng ta cần cái nắp thùng phía sau nó an toàn chất lượng một tí, che nắng che mưa, tất cả những vật dụng của chúng ta đi kèm. Rồi hai combo này sẽ lên con Raptor đến từ một anh trai Biên Hòa Đồng Nai qua anh đây ủng hộ mình. Và sau đây đằng sau mình là một con quái vật màu đen, thì nó lên được 3.0. cái này thì các bạn thấy là tiền nó đem về cho chúng ta tất cả, từ sự vui sướng cho đến những cái trải nghiệm mà chúng ta lắp lên. Vậy hơn 100 triệu để trang bị những cái món cabin chúng ta được gì? Thì bây giờ chúng ta thấy là trên đây theo như là bên kỹ thuật hay gắn iCamper của bên team của mình thì các bạn chia sẻ là cái chữ iCamper này được mạ bạc đẹp hơn ha, nhìn lạ hơn. Và cái phần lắp đặt ở bên trong như mình đã nói rồi, cái phần bát đó nó sẽ sử dụng những cái con răng cao su bo vô một cách nó im hơn ha, nó đỡ chày hơn. Và ở những cái thanh này nè, các bạn có thấy những cái thanh này nè, nó sẽ có những cái lỗ tròn để chúng ta đút cây vô, chúng ta chỉnh cho nó lẹ hơn ha. Nói chung á, là khác biệt ở về phần kỹ thuật là nó nhanh hơn, tháo lắp nhanh hơn. Nhưng mà tại sao lại chênh lệch giá trị thì cái này mình cũng khó giải thích lắm các bạn. Theo mình nghĩ là có thể là do cái nước sơn của cái này nó cũng đã được cải thiện hơn nè, cải thiện hơn và chất liệu vải và dây kéo bên trong. Một chút chia sẻ từ nhà sản xuất, thì bây giờ mình mở thử coi nó như thế nào ha. Đây, bắt đầu một bên, hai bên. Và bây giờ đã mở hoàn thành cái khâu mở rồi nha các bạn. Bây giờ mình mở lên thử nha. Rất là nhẹ các bạn. Mình nghĩ nó nặng lắm nhưng mà nhẹ lắm nha. Rồi, mấy lần trước là kỹ thuật mở cho mình không mà hay là tại vì nó 3.0 mắc hơn mở nhẹ. Giờ mình lên liều ha. Rồi đây là toàn bộ phần liều. Bây giờ mình gỡ ra, mình lấy cái thang xuống ha. Cái phần thang thì nó đang được bọc vải sẵn để chống chày ha các bạn. Đây. Rồi ok, vậy leo lên luôn hả? Đó giờ thợ mở không à, nay mình mới được mở nha các bạn. Xin lỗi vì sự vùng về trong cái clip này. Rồi đó, nhẹ nhàng. Rồi từng chi tiết, từng chi tiết phải từ từ nhé. Than ra wow, ooh,
Ồ, tuyệt vời các bạn ơi. Thì như các bạn đã thấy là khi mà bung ra thao tác, tại vì do mình lúa mình mới lên mình mở cái con 3.0 này lần đầu, nhưng mà thấy nó rất là nhẹ. Bung ra sau một vài động tác thì chúng ta đã có full liều rồi nha các bạn. Ngoài ra thì đây là những cái chỗ mà băng dù chúng ta lắp lại Ironburn ra. Vải đợt này cảm thấy là nó chất lượng hơn và nó không có mùi nha các bạn nha. Xin chào các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên để xem những gì khác biệt bên trong lều và tại sao nó lại chênh lệch một khoản tiền như vậy. 3.0 khác những gì nha. Rồi mình xin phép mình bỏ dép xuống. Đi lên đây thì chúng ta thấy được theo nhà sản xuất là có cung cấp là ở cái đoạn chốt này, nếu như chúng ta lắp gỡ cái chốt này ra chúng ta phải tháo rời luôn cả cầu thang để tránh trường hợp kẻ gian leo lên lều của chúng ta nha, bằng một cách nào đó hoặc là thú dữ các kiểu ha. Đó, một một cái thay đổi cũng khá là đáng tiền và cũng rất là thông minh nha các bạn. Ok, rồi mình giờ đi lên đây. Thì mình chia sẻ một tí là lúc trước á, những cái thanh sắt á, trong cái lều 2.0 á, là đã đặt ở bên trong sẵn. Khi mà mở lều ra chúng ta sẽ thấy nó rất là tùm lum luôn nha. Nhưng mà bây giờ sẽ có một cái khoang để riêng làm một cái túi này hả, càng ngày càng quan tâm người tiêu dùng để tránh thất lạc những cái thanh này nha các bạn. Rồi, mà cái thang này mình thấy là mình là 70 78 kg, mình bước lên đây mình thấy nó rất là chắc chắn, là không có hề là hoang mang về cái chuyện mà nó chênh lệch như thế nào ha, lung lay như thế nào hết ha. Rồi mình mở thử cái thanh này. Ok, ở đây các bạn, thì đây là những cái thanh mà để nâng cái lều lên nha. Đây là thành những cái thanh để nâng cái lều lên. Rồi mình sẽ đây. Ok, mình chỉ làm lần này thôi các bạn, máy làm nhiều cực quá. Rồi, úp bên đây trước ha. Rồi sẽ căng cái liều ra. Ê. Đây, căng luôn hả? Đó, và chúng ta đang được. Ủa, đúng không? Anh cho mình một. Rồi bây giờ mình sẽ căng bên đây tiếp tục nha. Đây là căng ra. Rồi, chỗ ra vô nha. Ở bên trong có gì nè, từ từ, khoan khoan, thấy cái gì rồi. Vẫn như cũ, vẫn là sách hướng dẫn lắp đặt trên xe ha. Và một cái chai quát ha. Cả một cái cuộn mút luôn để chúng ta chà, ta đánh lại cái phần trên. Mình thấy có một số bạn trẻ cũng rất là hay, là mấy bạn sơn lại cũng cá nhân hóa cái lều theo màu sắc của mình. Nhưng mà xe đen thì rất là tiện lợi, tại cái lều màu đen rồi, full đen luôn, nhìn khá là hay nha. Rồi đây, clean apple, nói chung là cái gì đó kẻ trong lều á. Má khúc này mình, cái này là gì? Cái gì này, trẻ kể gì tè le nè. Cái khóa nó mượt hơn á. Rồi, cái này là sáp. Sorry, nó là sáp, giúp cho cái giống như mấy cái sáp đèn cày chúng ta hay bị mấy cái kiểu kéo mà nó bị vướng á. Thì xài cái này cho nó trơn. Này review cái hàng hàng mà cameraman nó nhắc mình nha, còn nếu mà mình có sai thì cộng đồng mạng đừng có ném đá mình nha. Lần đầu mình chạy. Ok. Bây giờ để mà không nói dông dài nữa, bây giờ mình sẽ đi. Ở đây còn 4 cây nữa để cho làm cho mấy cái cửa sổ, nhưng mà thôi, nó cũng khách còn phải về nữa. Bây giờ mình lên bên trong xe xem cái lều 4 người này, cái không gian nó như thế nào ha. Mà nghe nói là bên trong đây nó sẽ có một cái khoang bản đồ nhìn rất là hay. Rồi anh em có muốn gắn thêm đèn câu hay đèn mít bên trong này nọ cho đêm nó mơ mộng hơn á, rất là nhiều cái để bên trong ta thiết kế. Chỗ ngủ có niệm sẵn luôn, theo mình thấy là nó rất là thoáng mát. Bây giờ mình vô trong thử nha. Ok. Hello, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình đã ở trong một cái căn lều mà đáng mơ ước chúng ta không phải bỏ quá nhiều chi phí chỉ để sở hữu một căn nhà di động
chỉ với hơn 100 triệu thì các bạn thấy là không gian sống trong đây nó rất là đáng tiền, các bạn thấy không? Ô, có một bầu trời, trang điểm, trang trí bằng cả một cái khoảng background bằng bản đồ rất là hay nha các bạn. Và mình ngửi thấy cái mùi mới của lều cũng như đó là cái mùi tiền nha các bạn. Và mình thấy là ở đây, đây cái này hay nè. Đó, các bạn thấy những cái chiếc mây bắt các bạn phải bỏ ra cả mấy tỷ, chúng ta có một cái cửa sổ ngắm đầy sao thì mình cũng có nha. Đây, chỉ bằng kéo như thế này, chúng ta có thể nằm đây và ngắm sao cùng với crush của chúng ta cũng như là gia đình và những người yêu thương nhất của chúng ta bên cạnh nhau trong một khu rừng hoang vắng. Chúng ta có thể xem lên ha. Ok, và mình kéo xuống, kéo lại như này một tí ha. Ok, nói thêm một chút nữa thì qua bên đây cửa sổ thì các bạn có thể thấy là cửa sổ này đã được cách tân lại, là lúc trước là chúng ta phải cuộn lên như thế này đó, cuộn lên, mất thời gian dùng dây như thế này, nhanh hơn rất nhiều nha. Ok, hello, cửa sổ rất thoáng. Và phải nói là đây chỗ này phần ti đã được thay đổi lại một tí, trợ lực làm cho cái nắp của chúng ta mở ra một cách nó nhanh hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Như mình đã nói rồi, ở phần trước là thay đổi phần này, và cũng là một trong những cái điểm đáng lưu ý ở 3.0. ngoài ra niệm thì mình không biết là mình có đoán sai hay không, nhưng mà bên chỗ sản xuất thì có xe với mình là đã thay đổi chất liệu vải lại cũng như là chất liệu bên trong ha. Rồi, cái này chúng ta có thể nằm được cả bốn người đúng không? Bốn người chúng ta có thể đây lật lên đó, chúng ta có thể lật ra như thế này, đấy rồi đó. Mình là 75 kg, nặng 1m74 đó các bạn thấy không? Hoặc là chúng ta có thể nằm như thế này đó, nằm dọc ra. Nhưng mà nếu mà gia đình đi 4 người có thể là vừa đủ, còn nếu mà đi 2 người thì trời ơi, bảo đảm nếu cho những ai đang muốn có những trải nghiệm thực tế cùng với người yêu và gia đình thì đây là một lựa chọn không tồi, một trong những cái sản phẩm mà chúng ta đi kèm với những nhà người mà muốn hương vị cuộc sống mà đi iCamper 3.0 là một người bạn đồng hành khá tốt cho chúng ta. Rồi, đây là kết thúc phần giới thiệu về sản phẩm một chiếc xe Raptor đi full iCamper camping trong mùa Tết, trong tất cả những mùa khác cũng vậy. Còn ngại gì nữa mà không xuống tiền để chúng ta chi ra một sản phẩm vừa túi tiền lại có những trải nghiệm tốt cùng với gia đình. Nóng quá, bây giờ tối rồi. Review như thế thôi, nhưng mà nghĩ lại đây, nhớ nha, gợi ý cho các bạn Đà Lạt và những cung đường miền Bắc sẽ là những trải nghiệm tốt nhất cho các bạn khi sử dụng iCamper. Xin chào và hẹn gặp lại, mình là Vương đến từ độ xe nào, và bây giờ nóng quá mình phải bước xuống thôi.